Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Quý vị khán giả thân mến, theo thống kê của Bệnh viện Di đồng thì ở khoa khám của bệnh viện thì mỗi tháng tiếp nhận hàng trăm trường hợp trẻ em bị nhiễm trùng đường tiểu đến khám, trong đó thì cũng có rất nhiều trường hợp kéo dài ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là tinh thần của trẻ. Nhiễm trùng đường tiểu nếu như mà kéo dài không được điều trị kịp thời thì cũng dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, nếu như mà nhiễm trùng ra khỏi tiết niệu dẫn đến là nhiễm trùng máu hay là áp xe thận hay suy thận vân vân. Và để hiểu rõ hơn về bệnh này thì chúng ta sẽ có cuộc gặp gỡ cùng với tiến sĩ bác sĩ Trương Hữu Khanh. Hãy cùng theo dõi quý vị nha. Thế Lệ xin chào tiến sĩ bác sĩ Trương Hữu Khanh ạ. Xin chào Thúy Liễu, xin chào tất cả mọi người. Dân thưa bác sĩ, tình hình nhiễm trùng đường tiểu ở trẻ em thì cũng rất là phổ biến không ạ? Nhưng mà bác sĩ cũng có thể là phân tích thêm về bệnh này cũng như là tình hình bệnh này hiện nay thế nào ạ? Cái nhiễm trùng đường tiểu trẻ con á thì nó hàng định hàng năm vậy đó, chứ không có thay đổi theo mùa, không có thay đổi theo cái thời gian gì cả, đã có một tỷ lệ nhất định như vậy. Và trẻ con thì mình chỉ thấy là có thể là con trai thì nó nhiều hơn con gái, nó tùy theo cái lứa tuổi thôi. Và cái nhiễm trùng tiểu thì nó là một cái bệnh có thể rất là dễ phát hiện, nhưng mà cũng có thể nó âm ỉ, khó phát hiện tùy theo cái biểu hiện lâm sàng của nó. Chứ còn nhiễm trùng tiểu thì nó không ít có cái biến động đâu. Dạ. Và dấu hiệu nào để biết là trẻ bị nhiễm trùng đường tiểu thưa bác sĩ? Nhiễm trùng đường tiểu ở trẻ con thì nó có thể là biểu hiện bằng tiểu lắt nhắt, có tiểu hoài, hoặc là nó tiểu nó đau, nó than buốt rác khi đi tiểu, hoặc là tiểu ra máu. Và cũng có thể nó là một cái bệnh cảnh sốt kéo dài mà mình không tìm được cái nguyên nhân nào hết, thì cuối cùng mới biết là em bé này bị nhiễm trùng tiểu. Nguyên nhân vì sao trẻ lại bị như vậy ạ? Nhiễm trùng tiểu thì thường thường là do cái vi khuẩn ở bên ngoài nó xâm nhập vào đường tiểu, hoặc là từ cái sự ứ động của nước tiểu đó rồi nó nhiễm trùng chung quanh cái đường tiểu, rồi nó nhiễm trong nước tiểu, hoặc là do là cái đường tiểu của đứa nhỏ nó bị hẹp, khi nó tiểu ra nó không ứ nước lại. Và khi ứ nước như vậy thì nó rất là dễ bị nhiễm trùng. Đó là những nguyên nhân mà nhiễm trùng tiểu. Hoặc là em bé đó có một cơ địa rất là đặc biệt, rồi nó bị tắc cái đường tiểu, đường tiểu nó không thông đó, rồi nó có thể làm bị nhiễm trùng. Hoặc là một cái nhiễm trùng toàn thân, nó có thể ảnh hưởng tới đường tiểu, nó gây ra nhiễm trùng tiểu. Khi mà trẻ bị nhiễm trùng đường tiểu thì chúng ta nên xử lý như thế nào thưa bác sĩ? Đầu tiên nếu mà mình thấy em bé mà nó mình nghi ngờ nhiễm trùng tiểu á, thì đối với trai á thì phải coi là em bé này nó có bị hẹp cái da quy đầu hay không. Tại một cái hẹp da quy đầu nó cũng ứ nước tiểu lại, làm cho em bé tiểu lắt nhắt, có thể nhiễm đầu tiên là nhiễm cái đầu đường tiểu thôi, rồi sau đó nó nhiễm lên bàng quang đó. Hoặc là mình nghi ngờ là mình thấy sao nó tiểu lắt nhắt hoài thì chắc chắn là mình phải đi bệnh viện. Bởi vì để chẩn đoán nhiễm trùng tiểu thì nó cũng có nhiều cái cách, là phải cấy nước tiểu, rồi phải thăm khám, là nhiều khi phải siêu âm bụng để coi cái cấu trúc ở thận như thế nào, siêu âm bàng quang thêm có viêm bàng quang hay không. Thì cái đó là những cái mà chúng ta nên làm. Và đặc biệt là nếu như mình nghi ngờ nhiễm trùng tiểu thì phải đi khám và xét nghiệm nước tiểu. Dạ, khi mà trẻ bị nhiễm trùng đường tiểu thì cái cách chăm sóc vệ sinh cho trẻ như thế nào, Thúy Liễu nghĩ đây cũng là điều rất là quan trọng. Thực ra thì khi mình nói em bé bị nhiễm trùng tiểu á, thì cái đầu tiên á là phải cho em bé uống đủ nước để cho nó đi tiểu, nó thông đường tiểu ra. Thứ hai, nếu mà nó có yếu tố mà hẹp ở cái da quy đầu là mình phải khám, hoặc là mình tự nông ra để mình vệ sinh cái da quy đầu đó. Rồi lại còn lại là mình phải đi thăm khám, uống thuốc cho đúng, tái khám cho đúng. Bởi vì có những trường hợp nhiễm trùng đường tiểu nó cứ dây dưa hoài, nó kéo tới mãn tính luôn. Như vậy là nó do cơ địa hay là do là cái cách vệ sinh không đúng như thế nào hả bác sĩ? Đa số cái trường hợp nhiễm trùng tiểu là do cơ địa, là do cái cấu trúc của cái đường tiểu nó không có được thông thoáng như những đứa trẻ khác thì nó gây nhiễm trùng tiểu. Hoặc là một số đứa trẻ gái thì nó bị run sáng chẳng hạn, thì cái run sáng ở cái vùng đó nó gần với nhau, nó cũng thể làm ra nhiễm trùng tiểu. Cũng có một số nguyên nhân là do cái trẻ con nó nín tiểu, nó nín tiểu, nó sợ đi tiểu, hoặc là đi học sợ đi tiểu, nín hoài nín riết cái đường tiểu nó cứ ứ động như vậy, rồi cuối cùng nó có rất là dễ xảy ra nhiễm trùng tiểu hơn là những đứa trẻ mà nó đi tiểu đúng giờ. Như vậy nếu mà cái nhiễm trùng tiểu mà cha mẹ không có kịp thời phát hiện á, mà để một thời gian dài á, thì nó có ảnh hưởng như thế nào, hay là có những cái biến chứng nguy hiểm nào không ạ?
Nếu mà nhiễm trùng tiểu mà nó âm thầm á, thì có thể nó sẽ, đặc biệt là những đứa trẻ mà nó có cấu trúc nó bị lỗi trong cái đường tiểu á, nó hẹp á, thì nó có thể nó đi ngược lên, nó sẽ viêm bàng quang, xong rồi nó bắt đầu nó viêm đài bể thận, nó viêm niệu quản, nó viêm đài bể thận, là thậm chí có trường hợp nặng là nó có mủ trong thận luôn. Đó là những trường hợp rất là nặng, nhưng mà đa số là nó sẽ viêm bàng quang hoặc là nó viêm cái đài bể thận. Chúng ta có cách nào để phòng ngừa cái bệnh này không? Muốn phòng ngừa nhiễm trùng tiểu là chúng ta phải, đối với bé trai á, thì chúng ta phải xem cái bé này nó có hẹp dao quy đầu hay không, để chúng ta nong ra cho nó đừng có hẹp nữa. Thứ hai là đối với trẻ gái á, thì chúng ta phải nên sổ ra sở run định kỳ, rồi cắt móng tay đi. Chứ một cái run kim ở trong cái đường tiểu á, trong cái đường ruột á, thì nó cũng có thể góp phần ra nhiễm trùng tiểu. Thứ ba là khi mà mình phát hiện ra là một trong cái trường hợp mà tiểu lắc nhắc á, rồi mình đi siêu âm á, mà mình thấy được em bé này nó là nó có cái dị dạng ở trong cái đường tiểu làm hẹp á, thì chúng ta phải đi khám thường xuyên. Và đặc biệt á, là muốn hạn chế nhiễm trùng tiểu á, thì đứa trẻ phải uống đủ nước, nó đừng có ứ động cái nước tiểu, tập cái thói quen là đi tiểu đúng giờ, đừng có vì lý do nào đó ham chơi hay là sợ nhà vệ sinh mà lại nín tiểu, thì những yếu tố đó nó có thể làm cho ảnh hưởng đến nhiễm trùng tiểu. Nếu như trường hợp chúng ta phát hiện là trẻ có những cái bệnh về đường tiểu như vậy á, thì ở cái độ tuổi nào chúng ta mới là xử lý phẫu thuật được, hay là nhất định là một độ tuổi đó hay không, hay là cỡ tuổi nào cũng được thưa bác sĩ? Khi mà mình nói tới cái việc là phải can thiệp phẫu thuật để giải quyết cho đừng có hẹp cái đường mà đường tiểu á, thì mình phải tùy theo cái mức độ hẹp và tùy theo cái lứa tuổi. Ví dụ như nếu mà hẹp dao quy đầu thì thường người ta nong thôi, ít ai mà cắt lắm. Hoặc là tự nông hoặc là bác sĩ nông. Còn những cái hẹp, những cái khúc nối, rồi những cái đường dẫn của bà niệu quản á, thì nó tùy theo mức độ ứ nước như thế nào thì người ta mới can thiệp phẫu thuật, chứ không phải tất cả được can thiệp phẫu thuật. Có thể thuộc theo độ tuổi không ạ? Chắc chắn là theo độ tuổi, chắc chắn là theo mức độ hẹp, và chắc chắn là theo cái cân nặng của đứa trẻ nữa, cái sức khỏe của đứa trẻ nữa. Xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều ạ. Quý vị khán giả thân mến, thông qua cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì chúng ta đã hiểu rõ hơn phần nào về bệnh nhiễm trùng đường tiểu ở trẻ em, và cũng như những lời khuyên của bác sĩ thì chúng ta hãy chăm sóc trẻ tốt hơn để tránh những biến chứng do bệnh này mang lại quý vị nha. Vậy đến đây thì chương trình Sức khỏe và đời sống cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.